Xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đánh giá sản phẩm Mobistar Prime 508 Lite. Đây là một phiên bản kế nhiệm của người đàn anh Prime 508. Nó có mức giá thấp hơn và nằm ở phân khúc tầm trung thấp, với thiết kế thì được trang bị khá là cao cấp. Mặc dù là khi ra mắt thì Mobistar Prime 508 được định vị là một thiết bị nằm ở phân khúc tầm trung, nhưng lại mang cho mình thiết kế cao cấp nhờ hai mặt kính cường lực là Dragon Trail và Golia Glass. Với phiên bản Prime 508 Lite lần này, Mobistar đã trang bị thêm cho thiết bị của mình một phiên bản nữa, đó là màu trắng như mình đang có ở trên tay. Các bạn có thể dễ dàng thấy khung viền và mặt lưng làm toàn bộ bằng màu trắng. Ở mặt lưng thì sẽ có họa tiết nhũ, nó sẽ phản chiếu ánh sáng nhìn cũng khá là đẹp mắt. Toàn bộ hệ thống phím cứng như là phím tăng giảm âm lượng hay là khay SIM và khay thẻ nhớ thì được làm với màu nhôm xám, giúp nổi bật ở trên cái viền thân máy và dễ dàng nhận biết cũng như là sử dụng. Trước đây trên phiên bản màu đen thì cái mặt lưng là kính nên nó rất dễ dàng bám và thể hiện dấu vân tay ở trên này, khiến cho máy kém vẻ thẩm mỹ sau một thời gian sử dụng rất nhanh chóng. Với phiên bản màu trắng này thì nhược điểm đó được khắc phục một phần nào đó. Các bạn rất khó để nhìn được những cái dấu vân tay nó để lại ở trên mặt kính phía sau lưng. Chỉ khi nào chúng ta nghiêng thì mới có thể nhìn thấy được những cái dấu vân tay đó. Về cơ bản thì chiếc Mobistar Prime 508 Lite không có quá nhiều sự khác biệt so với đàn anh 508. Thiết kế của máy vẫn được giữ nguyên như trước, với nhiều đường vát mạnh mẽ và sắc cạnh biểu tượng cho hình dáng viên kim cương là triết lý thiết kế của sản phẩm Mobistar Prime 508. Ở phiên bản màu trắng này thì chiếc máy trở nên tinh tế và thanh thoát hơn, nó đã trở nên gần gũi hơn đối với những khách hàng nữ so với phiên bản màu đen trước đây. Cấu hình của chiếc Prime 508 Lite này vẫn được giữ lại với chip 8 nhân MediaTek, bộ nhớ RAM thì được cắt giảm xuống 1GB và bộ nhớ trăm còn lại là 8GB. Thế nhưng mà cái việc cắt giảm RAM cũng như là bộ nhớ trăm không ảnh hưởng quá nhiều đến hiệu năng của máy. Thiết bị này vẫn có điểm AnTuTu gần như là chiếc Prime 508 trước đây mà mình đã giới thiệu. Nó lên đến 27.000 điểm, điểm này cũng khá là cao. Và trong quá trình thực tế người dùng mà mình trải nghiệm thì máy thao tác khá là mượt mà. Mặc dù là bộ nhớ RAM chỉ có 1GB nhưng mà hầu như là không bị cái tình trạng lag khi mà chúng ta mở nhiều ứng dụng đa nhiệm. Toàn bộ hệ thống giao diện của máy giữ nguyên của Android gốc 4.4 KitKat, không có nhiều sự tùy biến, chủ yếu là một vài những cái icon của Mobistar mà thôi. Ở trong trung tâm thông báo trạng thái cũng là giữ nguyên của Android gốc, mọi thứ đều để nguyên mặc định. Chính vì vậy mà hiệu năng của nó khá là tốt. Chỉ có một điểm yếu duy nhất, đó chính là ở trong cái phần trung tâm quản lý ứng dụng đa nhiệm không có cái nút tắt nhanh để xóa toàn bộ ứng dụng. Chúng ta sẽ phải xóa từng ứng dụng và nếu như mở quá nhiều thì rất là mất thời gian. Mobistar Prime 508 Lite vẫn sở hữu màn hình kích thước 4,5 inch độ phân giải HD và công nghệ màn hình mà Mobistar trang bị lên thiết bị này là công nghệ màn hình in-cell tích hợp tấm nền cảm ứng vào tấm nền màn hình. Chính vì vậy mà nội dung hiển thị ở trên Mobistar Prime 508 Lite nó vẫn khá là trong và nổi ở trên màn hình, không bị chìm sâu như những cái thiết bị máy giá rẻ hoặc là tầm trung thấp khác. Điểm mạnh của cái công nghệ màn hình ở trên Prime 508 Lite, trước đây mình cũng từng chia sẻ với các bạn là nó hiển thị màu khá chính xác, không bị ám quá nhiều những cái tông màu khác như là những mẫu điện thoại giá rẻ. Ở đây mình đang có rất nhiều những cái hình ảnh thử nghiệm về cái khả năng hiển thị của màn hình này. Và các bạn có thể thấy rõ ràng là cái màu đen của nó hiển thị cũng khá tốt, gần như là hòa quyện luôn với cái khung viền. Toàn bộ những cái mảng màu khác cũng đều được hiển thị rất xuất sắc và rõ ràng, nó không bị lẫn lộn giữa các cái mảng màu có sắc độ tương đồng với nhau. Về độ chi tiết của cái màn hình này thì độ phân giải HD cũng là khá đủ với một chiếc màn hình 4,5 inch. Với khoảng cách của người dùng thông thường như chúng ta thì rất là khó để nhận biết được những cái điểm răng cửa trên màn hình này, trừ khi là chúng ta dí sát vào và soi chi tiết. Và đây là một số những cái hình ảnh tông màu trắng, nó hiển thị rất là tốt, dường như là không có cái sự ám màu ở trên cái màn hình này. Ngoài ra thì ở trên chiếc Prime 508 này, khi chúng ta vào phần cài đặt, con có thể thấy được một cái tính năng nổi trội của máy mà mình chưa từng thấy ở trên bất kỳ một cái mẫu smartphone nào. Chúng ta sẽ truy cập vào cài đặt hiển thị. Ở đây nó có một cái mục gọi là Clear Motion. Khi chúng ta kích hoạt cái tính năng Clear Motion này lên thì tự động máy nó sẽ đẩy tất cả những cái video mà các bạn xem, kể cả offline, online, lên tới 60 khung hình một giây, khiến cho chất lượng hiển thị của video nó cực kỳ mượt mà. Để cho dễ hình dung thì các bạn có thể xem một cái đoạn video mà mình đang có ở trong máy. Để rõ hơn về cái khả năng này thì các bạn có thể xem ngay một cái đoạn video mà mình so sánh giữa cái việc tắt và bật cái tính năng Clear Motion này lên. Sau khi mà bật cái tính năng này lên thì hình ảnh ở trong tất cả những video mà mình xem nó hiển thị rất là mượt. Và một cách nữa để dễ hình dung hơn là nó có khả năng chơi những cái video với cái khả năng xử lý mượt mà tương tự như mà khi mà các bạn ra một cái cửa hàng bán tivi. Những cái video hiển thị ở trên những cái tivi đó thực sự rất là mượt mà, ở trên chiếc Prime 508 này cũng tương tự như vậy.